Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng tất cả có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio nhá. Và tiếp tục video đây thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio về cho bác một dòng vang số ETC hàng thứ ở Mỹ nhá, HC8. Model là HC8 nhá. Đây có thể là một trong những dòng vang mà thương hiệu cực kỳ lớn luôn, dòng vang hiệu ETC. Và giá ngày hôm nay em sẽ bán anh em về giá cực kỳ tốt. Em chỉ có mấy chiếc, 5 chiếc đẹp long lanh luôn, hàng tuyển chọn nhá. ETC HC8. Và giá ngày hôm nay thực sự các bác không mua thì quá lãng phí luôn. Giá sẽ rất là tốt cho các anh nhá. Thì các trước khi vào video ủng hộ kênh Đặng Tín Audio Simonai nhá. Anh em ủng hộ cho Blaine và đăng ký kênh đỏ cho em nhá. Các bác hãy để lại em Simonai và nhấn đăng ký kênh cho em nhá. ETC HC8 đây, một dòng vang thương hiệu của Mỹ nhá. Thực sự là dòng vang này chất âm quá tuyệt vời trong tầm giá. Và giá thì ngày hôm nay thì quá tình yêu cho tất cả bác luôn đây. ETC California với đà nhá. Được chưa? ETC California này, Weda này, bác nhìn cho em này. Một dòng vang đến thương hiệu của Mỹ nhá, ETC Weda. Con này có 4 đường nhập vào này, 1, 2, 3, 4 đường nhập vào. Đây, nép ride để cắm sổ để xuống đi này. Mình có thể cắm vào đường rắc, đây đường súp này, đường center, đường sâu rao bằng cắm rắc hoa sen cũng được, hoặc rắc ca lông đây. Và con này có 2 lỗ mic đằng sau, rất tiện cho em mình cắm mic không dây nhá. Và thực sự anh em, dòng vang này chất âm nó quá hay luôn. ETC thì không phải bàn cãi rồi. Đây, một dòng vang thương hiệu của Mỹ nhá. Và em nói luôn, trong tầm giá thì cái loại vang cổng quang Bluetooth, cái loại vang cơ lách liếc thì không tính tiền luôn. Em nói luôn là không tính tiền luôn. Đây là một dòng vang phải nói chất âm rất là hay. Em sẽ chỉnh sẵn cho em mình về có chỉ được dùng thôi. Và em sẽ hướng dẫn video chỉnh tay con này. Có sẽ có video hướng dẫn chỉnh tay con vang HTC8 này của ETC luôn nhá. Tôi chọn có nhạc này, của mic này. Và đây phần menu này. Đấy, chỉnh tay tần bass trung check. Cái này em sẽ video hướng dẫn chỉnh tay cho mình. Và con này trung hú cực kỳ tốt. Một dòng vang thương hiệu của Mỹ nhá. Em sẽ alo luôn cho anh em nghe tiếng mic của dòng vang ETC HC8 này. Thực sự là em chỉ có vài chiếc thôi. Các bạn nhìn này, hàng nó đẹp tuyển chọn. Tất cả bạn mua dòng vang này bảo hành 1 năm. Các mua trên vang trên trường người ta sẽ bảo hành 3-6 tháng đúng không? Em bảo hành bác 1 năm luôn. 1-2-5-7-8-9-B Lê-1-2-6-B Lê-1-2-6-B-8-9-B Đi 1-2-5-6-7-8-9-B Lê-1-2. Các bạn nghe tiếng mic của em nhé. Một dòng vang quá hay luôn. Và ngày hôm nay bác nào chốt nhắn tin cho em qua cho em chốt vang HC8 cho em. Chốt vàng HC8 cứ nhắn tin cho em nhá. Số điện thoại ghi đầu bài 0916957888. Cứ nhắn tin cho em chốt vàng HC8 cho em 1.400.000 thôi. Thực sự anh em mình một mức giá chưa từng có một con vàng ETC em bán 1.400.000 thôi. 1.400.000 bác nào chốt nhắn tin em chốt vàng HC8 cho em. Em chỉ có 5 chiếc bán tuyển chọn ngày hôm nay luôn, 1.400.000. Bác nào chốt nhắn tin cho em chốt vàng HC8 cho em. Chốt vàng HC8 cho em 1.400.000. 1.400.000 nhá. Anh em mua ngoài thị trường con này không bao giờ dưới 1.900.000 đến 2 triệu con này cả. Em bán ngày này 1.400.000, em cam kết giá rẻ nhất cho anh em luôn. Một dòng vàng vang số ETC này 1.400.000. Bác nào chốt nhắn tin qua số điện thoại em chốt vàng HC8 cho em. Cứ nhắn tin qua số điện thoại em ghi vào bài 0916957888. Chốt vàng HC8 cho em 1.400.000. Chỉ 1.400.000 vàng số ETC này nhá. Thực sự là quá đẹp và quá hay trong tầm giá luôn. Không tội gì các anh em phải đi mua mấy con vàng cơ hàng nhái vớ vẩn trên thị trường cả. 1.400.000 thôi. Bác nào có nhu cầu nhanh tay nhắn tin luôn qua số em chốt vàng HC8 cho em. Chốt vàng HC8 cho em. 1-2-5-7-8-9-B Lê-1-2. Thực sự tiếng mic nó quá tuyệt vời. Đây em test cho các bạn một đoạn karaoke bác nghe nhé. 1.400.000 thôi. Thực sự một mức giá không thể nào tốt hơn. Em chỉ có đây có 5 chiếc thôi. Hàng đẹp tuyển chọn này 1.400.000 một chiếc bao ship. Chốt nhắn tin qua cho em chốt vàng HC8 nha. Chốt vàng HC8 nha. Đấy nhanh tay đặt hàng đi con. Hay đi 1-2. Đấy, 1.400.000 nhá, em bao ship. Ai đâu có nhu cầu nhắn tin luôn nhá, chốt vàng HC8 cho em. Cứ nhắn tin cho em nhá. Đâm về lên 1-2. Hay về. Trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm mơ lãng trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Cơ
yêu thương như một đời càng thêm lưu luyến một hương bên người. Ngày năm tình thương mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình lòng ấm. Đôi chân thật yêu dấu những cơn tình thương, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi ước mơ. Giọng em này nữa hơi khàn một chút, các bạn nghe có chất âm của nó thực sự là tiếng Mỹ, nó quá hay trong một dòng vang số hàng bãi xịn thương hiệu Mỹ ETC. Và mọi chi tiết mua hàng liên hệ qua số cho em 0916 957888 nhá. Vâng, chào các bác nhá.